Khi những cơn mưa rào bất chợt chạy ngang qua để làm bầu không khí dịu dàng mà mạnh mẽ, khi những ngọn nắng bắt đầu e dè hơn, ta thấy một mùa thu nữa lại đến, mùa khởi đầu của những miền ký ức. Thời gian thật chẳng chờ đợi một ai, thoáng chốc đã tới cái độ tuổi đẹp nhất của tuổi học trò. Chỉ còn một năm nữa thôi, chúng ta sẽ phải nói lời tạm biệt mái trường thân thương này để bước chân vào một môi trường mới. Giữa cái độ tuổi lưng chừng của tuổi trẻ, chúng em luôn tự hào và biết ơn khi khoác trên mình bộ đồng phục của trường Trung học Phổ thông Hồng Ngự 3, nơi cho chúng em tất cả những gì đẹp đẽ nhất của tuổi học trò. Trong cái giai đoạn nổi loạn của tuổi xuân thì, khi nỗi sợ bị người khác săm soi, khi những cảm xúc thăng trầm ngày một dâng trào đã làm cho em trở thành một cô bé nhút nhát và sợ hãi sẽ thất bại. Cũng chính lúc đó, có một người đã nói với em rằng no pain, no gain, tức là không có cố gắng sẽ không có thành công. Ngay khoảnh khắc đó, trong trái tim em đã bứt xác chậm đi những tia sáng ấy, tia sáng nơi cô Huỳnh Thanh Thúy, giáo viên bộ môn tiếng Anh của trường Trung học Phổ thông Hồng Ngự 3 mang lại. Có một nghề bụi phấn bám đầy tai, ta bảo đó là nghề trong sạch nhất. Có một nghề không trồng cây vào đất mà mang lại cho đời đầy trái ngọt hoa tươi. Cuộc đời của người giáo viên như những người lái đò âm thầm lặng lẽ, đưa những học trò của mình đến bến bờ vững chãi. Chẳng phải là cha nhưng con vẫn gọi là thầy, chẳng cùng họ nhưng con vẫn gọi là cô. Bởi lẽ, cha mẹ là người sinh ra con nhưng người đưa chúng con cặp bến bờ tốt nhất là thầy cô. Nghề lái đò ấy thật lặng lẽ nhưng cũng thật thanh cao. Bản thân em thực sự rất may mắn khi đã và đang là học trò của cô Thúy trong độ tuổi vụng dại của thời học sinh. Ngay từ lúc gặp cô, em đã rất ấn tượng bởi tính cách cởi mở, bởi nguồn năng lực tích cực mà cô mang lại. Cô mang đến không chỉ riêng em mà còn rất nhiều học sinh về một cái nhìn mới mẻ trong cuộc sống, về những mẩu chuyện nhỏ nhưng cực kỳ ý nghĩa, về những bài học tiếng Anh tưởng chừng là rất khó khăn. Cô không chỉ dạy cho chúng em về kiến thức mà còn giảng dạy cho chúng em về cách làm người. Cô dạy chúng em cách tiến lên, cách vững bước trong cuộc sống. Cô dạy chúng em cách đối nhân xử thế, cách vượt ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Dẫu trên cương vị là một giáo viên, nhưng cô lại giống hơn một người bạn, một người chị đi trước. Nhờ có cô mà những cảm xúc tiêu cực trong em được cứu rỗi, bắt đầu cuộc hành trình của một cô học sinh đầy ước vọng. Trải qua một năm học cùng cô, tuy nó không dài, nhưng đủ để chúng em hiểu được những sự cố gắng, hy sinh, âm thầm lặng lẽ của cô. Sự cố gắng của cô đã được công nhận khi cô tham gia cuộc thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh môn tiếng Anh Trung học Phổ thông năm 2021 và xuất sắc đạt danh hiệu viên phấn vàng cao quý. Cùng với những thành tích dày đặc của cô trong những năm qua là nguồn động lực to lớn của em trên con đường phía trước. Những lứa học trò mà cô nhọc lòng chỉ bảo đã ngày càng trưởng thành và tiến bộ hơn, bởi cô không chỉ đơn thuần là một người giáo viên mà cô còn là một người soi đèn, dẫn lối cho chúng em đi đúng hướng. Trong mắt chúng em, cô là một người giáo viên cần mẫn, luôn tận tâm, tận tụy, là một viên phấn vàng. Trong mắt của đồng nghiệp, cô là một người chăm chỉ, năng nổ trong mọi hoạt động nhà trường, luôn nhận được sự tín nhiệm, yêu quý. Hơn thế, cô còn là một người giỏi việc nước, đảm việc nhà, luôn chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình, là một hình mẫu phụ nữ lý tưởng của các bạn trẻ. Tích cực và tỏa sáng là thế, nhưng cuộc đời ai cũng có những khoảng lặng riêng và cô cũng vậy. Chúng em chỉ biết đến cô với nụ cười rạng rỡ, nhưng lại chẳng hề biết rằng cô đã vẽ nụ cười ấy bằng biết bao thăng trầm. Komensky, một nhà giáo dục vĩ đại người Séc đã từng nói, dưới ánh mặt trời không có ngày nào cao quý hơn nghề nhà giáo. Và vì thế mà trên vai cô đang phải gồng gánh những áp lực rất lớn. Có người đã từng nói rằng, nghề giáo viên giống như nghề chèo đò, phải đưa con đò đến bến bờ bên kia. Trong quá trình hoàn thành sứ mệnh của mình, ít ai biết được rằng, cô đã phải vượt qua nhiều khó khăn và gian nan để giữ cho con đò ổn định, để con đò được cập bến an toàn. Dù cho phải thức khuya để soạn giáo án, lặp đi lặp lại một công thức, dù đứng trên bục giảng mỗi ngày mà chẳng hề nghe thấy một tiếng thở than. Bởi trong trái tim của cô chỉ có một khát khao duy nhất, đó là giúp học trò của cô thành con người tốt hơn. Cô ơi, chúng em thực sự rất biết ơn vì cô đã dẫn dắt, chỉ dạy cho chúng em nên người, dù cho chúng em rất nhiều lần làm cô không khỏi phiền lòng. Cô luôn tạo động lực, động viên chúng em trên con đường phía trước. Cô ơi, chỉ còn một năm nữa thôi thì chúng em đã phải chia tay thời áo trắng ngây ngô, chẳng thể ép sát chiếc lá thời gian vô từng ngăn vỡ, chẳng thể ngưng động thời gian để không một nếp nhăn nào có thể xuất hiện trên khuôn mặt cô. Nhưng cô ơi, chúng em sẽ bay cao, bay xa hơn thế. Chúng em sẽ mang những tri thức mát lành để tươi mát cho quê hương như cô hằng mong niệm. Trên con đường của những lớp học trò khôn ngoan chúng em, có thể thành công, cũng có thể thất bại. Nhưng trong lòng mỗi người, công ơn của cô sẽ mãi được ghi nhớ, mãi được khắc ghi về một bóng dáng người cô có tâm, có tầm, về một người giáo viên mang quả ngọt cho đời.